Xin chào mọi người. Cái video này mình sẽ chia sẻ những thông tin mới nhất của tiền điện tử và Bitcoin. Ngay bây giờ là 11 giờ 5 phút sáng. Vô. Cái đầu tiên tháng 8 có thể là cái tháng mà thiệt sự nó bơm tiền vô hệ thống. QT là hút tiền ra, QE là bơm vô, và tháng 8 có thể là bắt đầu bơm mạnh. Đó là sự bơm nha, sự bơm. Gọi là cái kỳ vừa rồi nó bơm là năm 2020. Rõ ràng bạn biết lúc Covid, ok, giá đã đi đâu rồi. Ok. Tiếp tục. Mt. Gox, ok, vừa rồi như vậy đã vận chuyển 47.000 Bitcoin. Nó có vài trường hợp có thể diễn ra. Trường hợp đầu tiên là nếu mà số lượng đó, Bitcoin đó chỉ đi thẳng vô những cái OTC, là có nghĩa là những cái nền tảng không có trên sàn, thì giá sẽ không dao động cho mấy. Cái thứ hai, bên track được là nó có đẩy 1.500 BTC vô Bitbank. Với số lượng 1.500 thì nó sẽ không nha dao động cái giá của BTC cho máy. Cái trường hợp thứ ba, vừa rồi số lượng vận chuyển như vậy 47.000 là một số lượng rất lớn chứ không phải là nhỏ. Số lượng thứ ba, cái tính toán thứ ba là làm quản nó đổi ví để bảo vệ, hay là có thể là vừa rồi là BlackRock hay là một con khổng long nào trong cái thị trường này, ok, mua 47.000 BTC, vân vân. Biết rằng vừa rồi như vậy đó là có quỹ này quỹ nọ liên lạc những cái người retail, những cái người nhỏ và lẻ chuẩn bị tới đây là người ta sẽ nhận lại được cái BTC của họ, thì có người đã có cái danh sách đó và liên lạc thẳng với họ để bàn luận cái vấn đề mua lại. Thì nó là vậy. Thông tin rò rỉ BlackRock nghe là gọi là đưa đơn để gọi là để được công nhận cái Solana ETF. Vừa rồi như vậy nó có 3 nền tảng iShares, ORC, vân vân. Ok, đã được đăng ký. Ok. Solana thì sau Ethereum gọi là Solana hay sao? Rồi sau đó còn ai nữa? Ok. M2 thì vừa rồi là M2 nó mới nhích lên chút xíu thôi. Thì hồi nãy mình có nói có thể là tháng 8, mà nó trùng hợp với tất cả những thứ. Ok, mình quan sát vừa rồi rõ ràng mình đã biết là trước khi mình đi du lịch một tháng trời, mình có làm vài cái video mình nói tháng 8 khoảng cỡ tuần thứ 3 cuối tháng 8 là bắt đầu nó đâm bơm vô lại hệ thống. Ok, gọi là đồng tiền nó quay lại, cá voi, cá heo và tất cả những thứ đó quay lại. Thì nó trùng hợp với tất cả những gì nó đang xảy ra ngay bây giờ. Và vừa rồi năm trước cũng vậy. Ngay cái tuần thứ 3 tháng 8 thì lúc đó thật sự giá nó mới bay. Thì nó là vậy. Vừa rồi như vậy. Mình nói một chút xíu nữa đi ha. Ok, mình nói qua Bitcoin đi ha. Bitcoin những thứ, đây là những thứ nó đang trải nghiệm. Ok, và chút nữa mình sẽ nói về giá chút xíu. Vừa rồi là nó rớt xuống đâu 27%. Tất cả những cái chu kỳ trước đây, trước khi nó gọi là nó lên phi thuyền của Elon Musk để lên khung trăng, thì nó rớt tới 30%+ lận. Vừa rồi nó chỉ rớt 27% thôi. Bitcoin đang trải nghiệm một cái divergence. Có nghĩa rằng á, giá đi xuống, còn RSI thì đi lên. Thì đó là một cái bullish divergence cho cái khung ngày. Ngay bây giờ tất cả những nền tảng mà gọi là bên Mỹ sử dụng, những nền tảng nổi tiếng, ok, giống như X thì là trên toàn cầu, Reddit, ok, Telegram, vân vân, thì rất là bearish, có nghĩa là Bitcoin đã chết rồi, ok, chào mừng châu trở lại, gấu trở lại, vân vân. Thường như vậy, nghe, cái market này á, nó sẽ đi ngược theo số đông, và cân nhắc. Nhưng chừng nào mà nó đi ngược theo số đông á, đóng dấu, thì mình là cái người làm cái tín hiệu đó đẩy ra cho anh em. Hồi tối hôm qua như vậy là mình làm cho bạn cái tín hiệu của BTC mới nhất,
2 giờ sáng cho những người nào đăng ký. Nhớ coi nó ngay bây giờ. Chuẩn bị tới đây nha, chuẩn bị tới đây để áp dụng cho tối ngày hôm nay. Buổi tối thì thị trường xác suất nó bay bổng cao. Không chỉ vậy, về mà gọi là bằng nhìn trong cái khung ngày luôn á thì nó đang trải nghiệm gọi là một cái lá cờ bullish, lá cờ, ok, cây cờ đang là bullish, nhưng chuyện gì phải xảy ra thì nó mới thật sự bullish, ok. BNB, đồng của Binance, từ rồi thông tin được đẩy ra là SEC kêu nó, công nhận nó không phải là security. Thì đó là một thông tin tốt cho Binance. Và vừa rồi, những cái tập vừa rồi mình có chia sẻ cho bạn rồi là CZ có thể quay lại nha, quay lại rơi tù sớm hơn dự đoán trước đây, okay. Nước Đức thì vừa rồi là cái sự mà flip flop có nghĩa là tao bán, tao mua, tao bán, rồi không biết ngày mai là sao nữa, đúng không? Đây là một cái gọi là nó dùng Bitcoin của nó để nó chỉnh sửa thị trường thôi nghe. Và nó bán gọi là không bao nhiêu thì nó đồn lên cho nó nhiều nghe, để cho bạn, cho những người tay giấy hoảng sợ bán hết. Thì vừa rồi người ta bán như vậy, rồi sau đó là người ta mua lại tới 111 triệu Bitcoin lận, rồi sau đó lại là người ta bán tiếp. Có ai có bị khùng không mà làm những vấn đề tự nhiên bán mua, bán thì bán, mua thì mua, không ai làm như vậy hết. Cũng như đơn giản nha, giống như là hôm nay là bạn bán 5 Bitcoin, xong cái chiều mai các bạn mua lại 5 Bitcoin hay là sao? Không, rõ ràng ngay bây giờ nó đang bán một cái tài sản là hiếm nhất trong lịch sử loài người. Cho những người nào đã học sát, đi sát với mình về Bitcoin thì bạn rõ ràng bạn cũng đã biết điều đó. Bán để lấy đồng tiền tệ, tiền tệ người ta có thể in ra được, mắc mớ bán chi. Thì nó có một sự sắp xếp lớn hơn nữa nghe, nó có một sự trùng hợp, ok. Tại sao là thông tin bên Mỹ xả, tại sao là thông tin bên Đức xả, tại sao là thông tin của Mt. Gox xả cùng một lúc như vậy? Để làm chi vậy? Để làm cho nguyên cái thị trường này hoảng sợ đi. Và ngay bây giờ nó là hoảng sợ mà. Tất cả những nền tảng giống như X, Reddit, Telegram đồ là chết, tất cả mọi chết hết rồi. Ok, bao nhiêu con bot đang ghi những thông tin đó là rải trên mạng xã hội. Bao nhiêu cái máy tính, bao nhiêu cái gọi là robot, đúng không, ghi những cái thứ đó mà rải như vậy đầy mạng xã hội. Để bạn gọi là cái gì đó, bạn nhảy thuyền đi thì nó là vậy. Cẩn thận. Thì vừa rồi là nhờ Đức bán tiếp, đúng không? Nhưng những cái nền tảng ETF á thì người ta vẫn đang thu gom trong cái gì hết. Và riêng có một cái quan trọng á, thằng Grayscale vừa rồi là trước đây nó còn bán, đúng không? Vừa rồi như vậy 5 ngày kế tiếp là nó thu gom. Thì cân nhắc là mình đã cung cấp, gọi là về cái thị trường này mình cung cấp tín hiệu cho bạn từ 17.300 đến giờ. Nếu bạn nhìn vô cái khung ngày á thì nó vẫn là lên. Ngay bây giờ nó chỉ đang nghỉ ngơi thôi. Và cái cuộc nghỉ ngơi này thì nó gần tới 200 ngày rồi. Nó dài hơn những cái nghỉ ngơi trước đây. Thì về nếu bạn nhìn trong cái khung ngày như vậy thì nó vẫn là lên. Nếu bạn nhìn vô cái khung giờ thì ngay bây giờ nó chưa đủ tín hiệu để lên. Chưa đủ. Nó có những cái mốc giá, nó có những cái tính toán. Và nhớ để mình cân nhắc luôn nha. Những cái thứ mà mình vừa rồi cho bạn miễn phí, nó đã là đồ quá khứ rồi. Quá khứ đừng áp dụng nó nữa. Bởi cái thị trường này nó đang thay đổi hàng giờ. Và nếu bạn mọi, và tín hiệu bên mình á thì không phải là miễn phí. Lâu lâu mình đá cho một bạn một cái thôi nha. Những cái thứ mình đá đâu khoảng cỡ 24 giờ trước hay là sau đó thì nó đã hoàn toàn gọi là không có thể sử dụng được nữa. Vừa rồi cho mà mình cho bạn là cái đầu cơ cuối cùng mình cho bạn là cái mũi tên xuống rồi lên lại. Xuống, vừa rồi nó xuống đúng không? Nó có xuống tới 54.200. Rồi sau đó nó bay lên lại, nó có bay lên. Ok. Rồi sau đó nó sập xuống, ok. Thì về cái vấn đề mà mũi tên xuống và lên thì là chính xác. Thì bạn phải đi sát với mình dựa theo tín hiệu. Ok. Nếu bạn muốn thắng cuộc chơi. Cái thị trường này nó đang thay đổi hàng giờ. 2 giờ sáng vừa rồi. Hôm nay chứ 2 giờ sáng mình đã gửi cho bạn cái tín hiệu mới nhất. Coi nó, hiểu nó, áp dụng nó để thắng cuộc chơi trong buổi tối ngày hôm nay. Chăm hết. Vậy thôi. Xin chào mọi người.